Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Âm mưu hiếp dâm hàng xóm ép cưới, nào ngờ xa lưới do nạn nhân giả chết. Quý vị thân mến, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hạ, 40 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh về tội đoạt mạng và hiếp dâm. Theo cáo trạng truy tố, Cao Văn Hạ làm nghề đẩy cát thuê ở Cần Giuộc, Long An, có nhậu say cùng với vài người bạn rồi chạy xe máy về nhà. Trên đường về, Hạ đi ngang qua nhà chị Huỳnh Thị Thanh Tê, 40 tuổi, ở ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Tê. Thấy đèn trong nhà còn sáng, Hạ đã ngồi bên ngoài đợi. 30 phút sau, thấy chị Tê tắt đèn đi ngủ, Hạ liền nhặt khúc gỗ bên đường rồi vạch vách lá, chui vào trong nhà, trèo lên giường khiến chị Tê tỉnh giấc. Thấy người đàn ông lạ đang loay hoay trên giường của mình, chị Tê hốt hoảng la lớn và chống cửa lại. Lúc này, Hạ cầm cây gậy đánh vào đầu nạn nhân rồi xông tới ôm hôn chị Tê. Nạn nhân giãy giụa, đạp vào người Hạ khiến chiếc giường bị sập. Bị chống trả quyết liệt, Hạ tức tối dùng tay đánh vào mặt chị Tê rồi dừng việc cưỡng bức mà chuyển sang năn nỉ bỏ qua, nhưng chị Tê không đồng ý. Khi bật đèn, chị ta nhận ra hàng xóm nên vơ vội con dao trên bàn để tự vệ. Không bỏ chạy, Hạ vẫn tiếp tục năn nỉ xin chị Tê cho quan hệ tình dục. Thấy chị Tê la lớn, Hạ khẩn khoản nói sẽ bồi thường tiền nhưng chị không đồng ý và tiếp tục la. Quá hoảng hốt, gã đã lấy được con dao trên tay chị Tê, tắt đèn rồi đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Lúc này, chị Tê bị thương nằm bất động, nín thở giả chết. Gã bật đèn kiểm tra, tưởng chị Tê đã chết nên bỏ đi. Sau khi hung thủ bỏ đi, chị Tê mới cầu cứu xung quanh và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật 13%. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 29 tháng 4 năm 2019, Cao Văn Hạ bị bắt theo lệnh truy nã. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hạ nói chỉ muốn làm bị hại có thai để gia đình cho phép hai người cưới nhau. Thời điểm vụ án xảy ra, bị hại nhất quyết không cho bị cáo vào nhà nên bị cáo mới hành hung. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, nhân phẩm của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Hạ có hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng chưa thành. Bên cạnh đó, bị cáo còn đánh người, dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động, giả chết thì Hạ mới dừng tay. Trên cơ sở đó, pháp luật có căn cứ cáo buộc Cao Văn Hạ hai tội danh trên. Bị cáo phải được xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Trước đó, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã từng trả hồ sơ vụ án trên. Tòa sơ thẩm đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định tâm thần của cả bị cáo lẫn bị hại. Kết quả giám định mới nhất cho thấy bị cáo và bị hại đều hạn chế năng lực hành vi. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hạ 12 năm tù về tội đoạt mạng, 1 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt mà các bị cáo đã lãnh là 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo còn bị buộc bồi thường, điều trị thương tích và tổn thương tinh thần cho bị hại là 150 triệu đồng. Bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa chạy án. Biết đối tượng Sơn đang bị công an thành phố Vinh tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Phương đã giả danh cán bộ công an liên hệ, yêu cầu người nhà hai lần chuyển tiền và hứa sẽ được trả tự do. Vào hồi 19:00 ngày 12 tháng 5, tại khách sạn Hồng Kông thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Đội Cảnh sát điều tra thành phố về ma túy Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án 386R bắt Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1996, trú tại xóm Phường Quang, xã Yên Sơn, Đô Lương với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh công an lừa chạy án. Chứng minh số tiền lừa đảo là 75 triệu đồng, thu giữ 30 triệu đồng và 4 điện thoại di động. Trần Thị Hà Phương là đối tượng nghiện ma túy đã có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết đối tượng Trần Trọng Sơn, sinh năm 1985, trú tại khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, đang bị cơ quan điều tra công an thành phố Vinh tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Phương đã liên hệ với người nhà và giới thiệu là cán bộ công an thành phố Vinh, yêu cầu người nhà chuyển khoản 30 triệu đồng thì Sơn sẽ sớm được trả tự do. Sau khi người nhà đã chuyển khoản 30 triệu đồng thì sáng ngày 12 tháng 5, Phương tiếp tục liên hệ với người nhà, yêu cầu chuyển tiếp 45 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa, người nhà Sơn đã đến cơ quan công an thành phố Vinh để trình báo nội dung sự việc. Theo đó, công an thành phố Vinh đã nhanh chóng xác minh, phát hiện bắt giữ Phương khi đối tượng đang ở cùng người yêu tại khách sạn Hồng Kông. Hiện chuyên án đang được công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng. Dự án chống ngập ở Cần Thơ chậm tiến độ, đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Được phê duyệt từ năm 2016,
Đến nay, dự án chống ngập ở Cần Thơ đang chậm tiến độ, khiến địa phương phải xin chính phủ gia hạn với số vốn đội lên thêm 1.000 tỷ đồng. Mới đây, tại hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thuộc đơn vị bầu cử số 2 với cử tri phường An Khánh, quận Ninh Kiều, ông Trần Vật Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án 3 đã chậm tiến độ, đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng vì chậm tiến độ. Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được Thủ tướng phê duyệt năm 2016. Tổng mức đầu tư của dự án theo phê duyệt là hơn 7.843 tỷ đồng, hơn 340 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 250 triệu đô la Mỹ, vốn không hoàn lại từ Tổ chức Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ 10 triệu đô la Mỹ. Còn lại là vốn đối ứng hơn 84 triệu đô la Mỹ, tương đương với 1.917 tỷ đồng. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Cần Thơ bởi sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm của thành phố trước rủi ro do ngập lụt, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đô thị mới phát triển. Đây được kỳ vọng là sẽ phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như tăng cường năng lực của chính quyền thành phố trong việc quản lý rủi ro thiên tai. Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là đến tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, theo báo cáo vào tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, thời gian thì còn rất ít nhưng khối lượng công việc chưa thực hiện lại rất nhiều. Điều này có thể dẫn đến việc không hoàn thành các hạng mục công trình của dự án. Để cứu vãn tình thế, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ báo cáo Thủ tướng và xin gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 6 năm 2024. Bên cạnh việc cắt giảm nhiều hạng mục công trình, số vốn thực hiện dự án vẫn đội lên hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Trần Việt Trường hứa với cử tri sẽ tiếp tục khắc phục vấn đề trên trong thời gian tới. Đồng thời, sẽ có sự phân công trong Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và sự theo dõi giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để thực hiện đầu tư công hiệu quả. Người dân cần sự minh bạch. Bên cạnh chậm tiến độ, một trong những gói thầu thuộc dự án nói trên đang vấp phải nghi vấn của người dân về cao độ của công trình. Như VTC News đưa tin trước đó, công trình đường nối đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án 3 có chiều dài tuyến hơn 5,3 km. Công trình có 3 gói thầu gồm có TC3, PW 2.5, đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến nút giao Võ Văn Kiệt, giá trị hợp đồng hơn 157 tỷ đồng. Gói thầu CT3, PW 2.6, đoạn từ nút giao thông Võ Văn Kiệt đến cuối tuyến. Gói thầu TC3, PW 1.7 xây dựng cống ngăn chiều trên đường nối Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918. Ngoài chức năng đường giao thông, tuyến đường này cũng có tác dụng như hệ thống đê bảo vệ vùng lõi của thành phố Cần Thơ, khu vực quận Ninh Kiều và Bình Thủy, chống ngập úng cho khu vực này trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi gói thầu TC3, PW 2.5 được thảm nhựa lớp 1 khoảng 600m thì một số người dân đã nghi ngờ nhiều điểm trên công trình không đạt cao trình như thiết kế. Từ đó, họ đặt vấn đề về hiệu quả chống ngập của công trình sau khi hoàn thành. Sau khi nhận được phản ánh, Ban Quản lý Dự án ODA Cần Thơ nhanh chóng kiểm tra cũng như khẳng định sẽ thuê đơn vị độc lập kiểm tra và công khai kết quả với người dân để thể hiện tính minh bạch. Tuy nhiên, bất ngờ là Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ có 2 báo cáo kiểm tra với kết quả khác nhau. Để lây lan dịch COVID-19 và chuyện sai một ly, đi vài năm tù. Theo luật sư, mức phạt cao nhất cho hành vi không khai báo y tế không đủ, gian dối có thể nhận mức án cao nhất đến 12 năm tù. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Dương Tấn Hậu, 29 tuổi, nam tiếp viên hàng không, 2 năm tù theo tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Là tiếp viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, ngày 14 tháng 11 năm 2020, Hậu cùng đoàn bay từ Nhật Bản về Việt Nam để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của VNA. Qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính, Hậu được cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2020. Tại khu cách ly tập trung, Hậu tiếp xúc trực tiếp với 2 người khác bị nhiễm bệnh. Khi cách ly tại địa phương, bị cáo tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ, đi ăn, uống cà phê với người khác, thậm chí tham gia thi tiếng Anh tại Đại học Hutech. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2020, Hậu có kết quả dương tính với dịch và lần lượt sau đó, 3 người tiếp xúc với nam tiếp viên hàng không đều dương tính. Mới đây tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Handico vừa có báo cáo về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hansinco, công ty con của Handico. Kết quả điều tra dịch tễ xác định, vợ chồng ông Thanh đã đi đến Đà Nẵng vào ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Cơ quan y tế khẳng định, ông Thanh mắc dịch vào ngày 12 tháng 5.
ông Thành đã không thực hiện các biện pháp tự cách ly theo dõi khi có lịch trình từ vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm cao và có thời gian biểu làm việc nhiều nơi, di chuyển dài đặc khi trở về từ Đà Nẵng. Qua rà soát, có 24 trường hợp F1 tại công ty có tiếp xúc gần với ông Nguyễn Văn Thành. Trốn khai báo y tế có thể nhận 12 năm tù. Trao đổi với Vietnamnet, luật sư Nguyễn Đạt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực về kiểm dịch y tế có thể bị xử phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Việc này được quy định tại điểm D, khoản 2, điều 13 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, nếu hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng, có thể bị truy tố hình sự theo quy định của Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được hướng dẫn tại văn bản số 45 TANGTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Theo đó, người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch đã được thông báo cách ly mà không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây lây truyền dịch bệnh cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Quy định tại điểm C, khoản 1, điều 240 và xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Theo luật sư, mức phạt nhẹ nhất theo quy định 1 tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với người phạm tội là phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tù. Nếu dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc làm chết người thì người phạm tội có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm. Nếu dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ làm chết 2 người trở lên thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.